đang khá là băn khoăn trong việc lựa chọn trang phục đúng không ạ? À, đúng rồi ạ. Bởi vì là tôi tự cảm thấy mình là có một số những khuyết điểm, ví dụ như là hơi thừa cân một chút, rồi thì cái phần vai này hơi bị to. Vì thế khi mà đi chọn trang phục để mà đi event hay là đi làm hoặc đơn giản là đi chơi thôi thì tôi cũng thấy rất là băn khoăn. À, nhà thiết kế của chúng ta đã đến rồi. Chào hai chị ạ. Vâng. À, giới thiệu với chị, đây là nhà thiết kế Thùy Nga của thương hiệu thời trang Elise. À, ngày hôm nay thì chương trình đã gặp gỡ với chị Mỹ Nga, và đây là một người khá là có nhiều băn khoăn trong việc lựa chọn trang phục. À, ví dụ như là phần bắp tay này, rồi là phần bụng của chị Nga thì hơi mập một chút, vì thế là khó lựa chọn những trang phục để đi chơi, đi làm hoặc là đi dự tiệc. Ngày hôm nay thì nhà thiết kế Thùy Nga hãy có thể tư vấn cho chị Mỹ Nga một số những cái sự thay đổi trong phong cách ăn mặc để có thể có một cảm giác cơ thể thon gọn hơn được không ạ? Chào chị Mỹ Nga, hôm nay mình sẽ tư vấn cho chị cách để là xóa đi những cái băn khoăn, những cái tự ti trên cơ thể của mình. Thì thực ra theo như quan điểm của mình thì mình thấy chị Mỹ Nga có cái chiều cao khá là vừa ổn. Thế nhưng chỉ là những cái khuyết điểm, ví dụ như là bắp tay to và cái những cái thân hình của người phụ nữ trung niên sau những cái lần sinh nở thì là những cái vòng eo cũng như là vòng mông cũng như vòng đùi là nó trở nên không theo ý muốn của mình nữa, và mình cảm thấy rất là băn khoăn và tự ti về những cái phần đấy. Thì mình thấy là ngoài những cái khuyết điểm đấy thì bạn còn có một cái chiều cao khá là tương đối để có thể xóa đi những cái khuyết điểm đấy. Ví dụ như là với cái bắp tay to này, bạn chỉ việc là chọn những cái trang phục mà che đi phần bắp, đấy là có cái phần tay, một chút phần tay hoặc là tay hến hoặc là tay lỡ. Thế nhưng mà tuyệt đối là đừng để cho phần tay nó quá dài, sẽ làm cho cái phần người nó bị luộm thuộm. Cái thứ hai đấy là cái phần trên này là bạn sẽ chọn những cái trang phục có phần cổ rộng hơn một chút để làm cho cái phần này nó được thoát ra và nó không bị tù bí. Ngoài ra thì những cái ví dụ như là cái phần eo bánh mì hoặc là những cái phần mông là những cái mà phụ nữ Việt Nam mình cảm thấy rất là trăn trở hàng ngày. Thì mình nghĩ là những cái trang phục như là quần cặp cao này, váy cặp cao này, có cái chi tiết ví dụ như thắt lưng và những cái chi tiết hàng cúc ở đằng giữa này sẽ làm cho những cái khuyết điểm đấy sẽ được xóa nhòa đi. Ngoài ra thì những cái quần mà ống dài và che đi phần phần giày cao gót thì sẽ làm cho chị cao lên rất nhiều. Vậy thì bây giờ xin mời nhà thiết kế Thùy Nga sẽ đưa chị Mỹ Nga đi lựa chọn một vài set đồ để xem là thay đổi phong cách thời trang sẽ giúp chị Mỹ Nga thon gọn như thế nào nhé.